Chào mừng các bạn đến với series Khoảnh Khắc Sinh Tồn, nơi chúng tôi sẽ tổng hợp lại những pha giao tranh và những pha xử lý đẳng cấp nhất trong tuần thi đấu vừa qua. Đấu trường sinh tồn mùa hè 2020 chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về VGaming một cách vô cùng xứng đáng. Giờ thì cùng điểm lại top 5 pha xử lý đỉnh cao nhất trong trận chung kết đỉnh cao nhất này nhé. Pha xử lý thể hiện mọi sự tinh tế của Bảnh, nhưng Heavy trong pha này thì quên tính đến một điều, đó là thời gian giao tranh để bà bò. Có giao tranh này, nhưng mà Đắc Lớp đang bị bắn quá đau và Phú Quý dừng lại ở top 9. Đây là Heavy bắt đầu có cho mình nhiều kill hơn sau khi những khẩu ốp và những khẩu shotgun phát huy tác dụng của mình. Nhưng bóng bo này với họ cũng là hơi xa, và nếu giao tranh lâu thì tất cả sẽ ở ngoài bo và đi sạch. VGaming nằm lại với cái top 8 rồi các bạn ơi. Và bây giờ bên kia gà còn lại vị trí của Ivo. Có nét nhưng có bom kèo cực kỳ hay đến từ vị trí của Bảnh. Một tình huống chặn bom kèo IQ là vô cực rất hay. Bây giờ là một tình huống áp sát. Vâng, có cho mình đó là 1887. Vâng, 2 cây 1887 đúng rồi. Và Bảnh đã giành chiến thắng, Gao nằm lại với cái top 7. Bù lại cho việc không có những khẩu súng trường, và VNS thì họ lại có những khẩu súng bắn gần rất mạnh. Nhưng mang hai người đi rồi và Phú Đại cũng không thể nào sống được. Bray xin phép để Heavy dừng lại ở vị trí thứ 6. Quality chứng minh rằng không phải ngẫu nhiên mình lọt vào top 5 đội mạnh nhất Free Fire ở thời điểm hiện tại. Giao tranh quá bài bản và nạn nhân là SQ. Và các thành viên đến từ Quality bắt đầu di chuyển vào. Liệu đây phải pha ngon ăn hay không? Neo cầm cho mình khẩu M1887 sẵn sàng tấn công. Phía bên kia, Loyal anh ta đang bị bắn. Và Timet lao vào, anh ta hạ được một thành viên đến từ HQ nhưng không, anh ta cũng đã phải nằm xuống rồi. Một thành viên còn lại đến từ Quality vẫn đang phải di chuyển vào nhưng không thành công. Phía bên kia vẫn có tấn công hay không? Và chúng ta có thể thấy được một pha di chuyển đến từ các thành viên HQ ra phía sau. Còn đây, Ryo anh ta vòng ra phía sau để đối đầu vào tranh. Quá thành hay công rồi. Thực sự là rất ấn tượng. Và như vậy chúng ta, Ryo đã bị hạ độc nhưng có lẽ sẽ cứu được thôi. Bây giờ là vị trí của Joker. Vẫn còn những thành viên còn lại của Quality, họ vẫn... Nếu SQ chưa đủ sức để chứng minh sức mạnh giao tranh của Quality thì có lẽ Heavy đã là một cái tên đủ rồi đúng không nào? Bên này thì Heavy đang dựng tường băng ra, Heavy đang chơi với cả Quality, một đội tuyển đang cực kỳ mạnh giao tranh ở thời điểm hiện tại. Và bên phía của Heavy đó là Bảnh. Bảnh đã bị bắn nốc rồi, Quality quyết định công lên. Eros đã bị quét sạch nhưng không quá quan trọng. Bảnh bị nốc, làm sao bên phía Heavy có thể tiếp tục bắn đây? Tam ca thấp máu, lựu đạn mưa lao lên là quá nhiều đi. Tam ca đã bị săn, Tam ca bị bắn nốc rồi. Panda còn sống, Kim Chon còn sống, nhưng tiếp tục là lựu đạn được lao vào. Và đó là bên phía Heavy, Quality cũng có người bị nốc. Kim Chon chắc chắn sẽ bị gạt giò. Panda cảm thấy hơi cô độc, Panda như cá nằm trên thớt, anh ta không làm gì được hơn. Và Quality thực thể hiện sức mạnh quá đáng sợ của mình bên phía... Tại sao lại nói chung kết đấu trường sinh tồn mùa hè 2020 là chung kết hay nhất từ trước đến nay? Vì mọi giao tranh đều rất đẹp mắt. Ai nói Box xử lý pha này không tốt, chỉ là team Flash tốt hơn mà thôi. Có vẻ hơi có, Vi Tiểu Bảo thấp máu, Vi Tiểu Bảo chưa phải nằm xuống. DNP là người thấp máu hơn, DNP đã bị nốc rồi. Và bên phía Box tấn công vào, Ryuk đang có quá nhiều những cái lượng cố gắng của mình nhưng không được rồi. Và các thành viên của team Flash họ vẫn đang cố gắng để cấu đi từng người một, nhưng giờ đây họ mới là những đội tuyển gặp nhiều bất lợi hơn. Nhưng pha bắn tốt tới từ vị trí của Kun, nhưng Kun cũng đã thấp máu và Minao lao lên đây, chỉ còn một người của Box nữa mà thôi. Đây là pha solo 1-1 thanh nhã của M79. Và Minao đã có được pha xử lý để giúp các thành viên của team Flash có được 4 kill một cách gọn gàng. Để nói về sức mạnh của VGaming mùa này thì một vài dòng có lẽ là không đủ, nên tôi lại dùng những từ ngữ quen thuộc thôi. VGaming, trận thi đấu, tuần thi đấu và cả mùa hè này là của các bạn. Đối đầu với team Flash, vâng, họ không có lợi thế về góc bắn nhưng họ đang xử lý rất tốt. Minao không được, và Minao đã còn tính thuế là 3 đội còn sống và 10 người. VGaming còn 4, Phú Quý còn cả 4, nhưng số lượng bom keo của VGaming không nhiều. Vòng bo bắt đầu chạm, Phú Quý là người đầu tiên vào được bo, nhưng Phú Quý đi chuyển hơi sớm và họ phải trả giá. VGaming quá giả dơ. Vâng, các thành viên của VGaming họ đang chiếm khu vực giữa bo qua sắp đi lại top 3. Vâng, cái top 1 rồi. Họ đã có cho mình cái top 1 dành cho VGaming, một cái top 1 hoàn toàn xứng đáng. VGaming đã thể hiện được sức mạnh của mình. Vâng, cái điểm khao khát giành ngôi vị vô địch để có cho mình 2 lần vô địch liên tiếp. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu Esports đỉnh cao.